Không có người đi kiểm tra giùm mình đó. Mình sẽ nói về gói lần chuyển hóa. Đừng nói bữa trước mấy môn với bằng văn mấy môn hóa này. Hóa sinh muốn sinh viên bên đại học y dược qua đây thi dùm. Mình nói hồi nãy là mình nói đến gói lộn tuần hoàn rồi. Bây giờ mình nói đến gói lộn chuyển hóa. Gói lộn chuyển hóa thì nó có thành phần lucid, lipid, protein. Lucid là lipid, là protein, acid, base, muối và nước. Chủ yếu là mình sẽ nói đến cái thành phần năng lượng với cái thành phần acid, base này thôi. Nó cũng liên quan đến bốn giai đoạn hồi nãy: co mạch, xung huyết động mạch và xung huyết tĩnh mạch. Giai đoạn co mạch, giai đoạn xung huyết động mạch, xung huyết tĩnh mạch và giai đoạn ứ máu. Cái này mình nói ngay tại ổ viêm trước, mình chưa nói đến cái sự mà toàn thân. Ngay tại ổ viêm cái thời gian co mạch nó ngắn, nó co lại xong nó giãn ra liền. Tới giai đoạn xung huyết động mạch. Giai đoạn xung huyết động mạch này thì sao? Em thấy vô học rồi nha. Giai đoạn xung huyết động mạch này nó sẽ sử dụng glucose và nó sử dụng oxy. Nó có đầy đủ glucose và oxy. Nên thành ra ở đây là chuyển hóa bình thường. Bất quá là phản ứng hóa học nhiều hơn, nó sẽ nóng hơn thôi. Chứ ở đây là pH tại ổ viêm chưa thay đổi hết trơn. Nó vẫn là có trung tính. Sau đó đến bắt đầu giai đoạn xung huyết tĩnh mạch, dòng máu chảy chậm hơn. Giai đoạn xung huyết tĩnh mạch, dòng máu chảy chậm hơn. Bên này cái sự mà thực bào của những cái bạch cầu á, bắt đầu nó bị thiếu năng lượng đi. Nó bị thiếu năng lượng, nó bị thiếu oxy đi. Những cái bạch cầu thực bào, bạch cầu thực bào nó bị thiếu glucose, thì nó sẽ sử dụng những cái mô lipid xung quanh. Nó lưu giải những cái thành phần lipid xung quanh, những cái mô liên kết nè, cái thành phần lipid, những cái mô liên kết, hay là những cái phần cơ, những cái phần protein xung quanh, nó sẽ được lưu giải thay thế cho glucose. Bởi vì trong bạch cầu lúc này những cái tế bào non phát triển cũng vậy, glucose không đủ thì nó bắt buộc nó phải sử dụng lipid. Mà lipid trước khi nó tạo thành năng lượng thay thế cho glucose đó, thì trước hết là nó sẽ chuyển đổi qua axit béo. Sau đó cái axit béo này nó vô một số tế bào, nó sẽ chuyển đổi thành axit cetonic. Sau đó cái axit cetonic này nó mới vào trong tế bào, nó tạo thành, nó đi theo glycerol để hít, nó vào chu trình prep tạo ra ATP. Em thấy ở ngay cái vị trí cái mô này, nó xuất hiện axit béo, nó xuất hiện những cái axit cetonic, vậy là nó sẽ gây nhiễm to. Và đồng thời cái oxy khi mà nó giảm xuống thì nó không chuyển hóa theo con đường ái khí nữa, thì nó sẽ chuyển gluco này theo con đường yếm khí, tạo ra axit lactic. Do gluco này chuyển hóa theo con đường yếm khí, nó sẽ tạo ra axit lactic. Vậy là nếu nha, trong trường hợp mà chuyển qua xung huyết tĩnh mạch, lúc này cái lượng gluco và oxy sẽ giảm xuống, do tốc độ máu ở đây nó chạy chậm. Thiếu oxy, thiếu gluco, bắt đầu nó tạo ra những thành phần axit này. Axit lactic bởi thiếu oxy, thành phần axit cetonic tạo ra bởi thiếu glucose. Nên lúc em sẽ thấy trong B tình trạng mà xung huyết tĩnh mạch, pH máu bắt đầu giảm. Tình trạng mới đầu là to pH tại ổ viêm, cái này là tại ổ viêm trước chưa nói đến máu, tại ổ viêm. pH tại nguyên cái ổ viêm này bắt đầu nó sẽ giảm xuống. Tình trạng là to ngay tại ổ viêm. Giai đoạn ứ máu thì nó nặng hơn thôi. Giai đoạn ứ máu về luôn, pH bắt đầu giảm hơn 7 nhiều hơn. Ton tại ổ viêm. Nhưng mà em thấy khi mà nó bị ton tại ổ viêm này nè, những cái thành phần axit này nó sẽ vô máu, nó sẽ đi theo máu, mặc dù tốc độ chậm nhưng mà nó sẽ theo máu đi khắp cơ thể. Nếu mà ổ viêm này càng lớn thì cái lượng axit này sẽ càng nhiều, và nó vào máu đi khắp cơ thể càng nhiều thì nó sẽ gây luôn ton máu. Mẹ biết được trong trường hợp mà ton máu hoặc là ton tại ổ viêm, cái môi trường axit nó sẽ làm cho phản ứng hóa học của mình nó sẽ chậm hơn.
nhất là những cái dẫn truyền thần kinh nó sẽ phản ứng được chậm hơn, cái lượng ATP tạo ra nó sẽ thấp. Chính vì vậy em thấy khi mà có ổ viêm mạng, cái quá trình phục hồi vết thương cũng khó khăn bởi tình trạng to. Nên em phải giải quyết cái vấn đề môi trường to này và em giải quyết hóa chất trung gian bằng cách cho nó tăng lưu thông, ăn uống đầy đủ, uống đủ nước, vận động cái vị trí đó cho nó lưu thông thải được. Gói bào chuyển hóa lưu xít thì nó vậy thôi, trong trường hợp mà xung huyết động mạch bình thường cũng gì hết, nhưng mà tới xung huyết tĩnh mạch và uống máu thì nó sẽ giảm cái thành phần glucô oxy bị toàn ổ viêm và sau đó là toàn máu. Thiếu oxy nó sẽ chuyển hóa theo con đường yếm khí, tạo ra thành axit lactic thay vì axit pyruvic nó vào chu trình Krebs. Và ở trong cơ thể của tế bào nó vào chu trình Krebs mà bây giờ nó không vào được do thiếu oxy, nó sẽ chuyển đổi qua thành axit lactic và năng lượng cũng ít nữa, bạch cầu trục vào kém. Chuyển hóa yếm khí, dòng máu chảy chậm, tích tụ axit lactic tại ổ viêm, pH giảm. Ổ viêm này nó nói tại sao nó dùng từ là giảm pH từ ngoài vào trong. Nguyên cái ổ viêm của em nè, thì em sẽ thấy tính toan á, nó bắt đầu nó tinh ở ngoài này, bắt đầu nó giảm từ từ vào trong. pH ở đây nó giảm nhiều trước, rồi sau nó bơi trong pH trong này mới giảm từ từ. Tại vì ở đây là oxy là nằm ở giữa mà, oxy trong lòng máu, nên ở ngoài đây là thiếu trước, oxy đi ra đây nó sẽ khó hơn, ngoài đây nó sẽ khó lấy oxy hơn. Khi mà oxy trong đây bắt đầu giảm thì ngoài đây bị ảnh hưởng trước. Ở đây nó sẽ bắt đầu giảm oxy rồi giảm vô từ từ. Đến khi nào mà trong này thiếu oxy luôn thì toàn bộ cái ổ viêm này bị to nặng luôn. Giảm từ ngoài vào trong như không? Viêm nặng, tình trạng nhiễm to lan toàn cơ thể. Sốt trong viêm, mục đích nó làm tăng chuyển hóa toàn thân, tăng sử dụng glucose. Nhưng mà nó lúc này nó lại tình trạng là dễ nhiễm to nóng. Tại vì trong quá trình sốt, em biết, em đã hiểu sốt lúc này là nó làm tăng thân nhiệt để bằng cái điểm đặc nhiệt trên này, nên nó sẽ làm cho tăng phản ứng toàn bộ cơ thể. Mà tăng phản ứng toàn bộ cơ thể, mình sử dụng glucose, gan tăng làm việc, phổi tăng làm việc, rồi thận tăng làm việc, nó tăng sử dụng glucose. Mà em nó tăng sử dụng glucose mà em không cho nó luân chuyển tốt thì nó dễ đưa tình trạng là những cái chất cặn nó ứ lại cơ thể. Mà thiếu oxy nữa thì nó sẽ chuyển hóa yếm khí. Nhưng mà cái trình tự chạy yếm khí này theo tạo ra những cái axit máu nào, axit lactic hoặc là axit cetonic từ mô mỡ, glucose không đủ quay qua sử dụng mô mỡ. Nhưng mà cái này thì cũng không đến nỗi mà mấy đứa bị nhiễm axit, đối với một người bình thường đang sốt, tình trạng nhiễm toan máu thường ít lắm. Ngoại trừ là em ăn uống rất là kém, thiếu thành phần glucose nặng, nó sử dụng lipid thì mới dễ bị nhiễm toan máu do axit cetonic. Chuyển hóa lipid, gói đầu chuyển hóa glucid, lúc này glucid không đủ cho em thì nó sẽ lấy những cái mô mỡ cặn xung quanh nó ly giải ra do thiếu glyceraldehyde trong tế bào. Tại ổ viêm màng tế bào chuyển hóa thành những axit arachidonic, thành những cái prostaglandin và glucogen. Prostaglandin do cyclooxygenase, thành glucogen do lipoxygenase. Những cái chất giảm mạch gây sốt. Gói lòng chuyển hóa đầu tiết. Ở đây có những cái thành phần đầu tiên, chất axit amin theo máu đi đến vị trí này muốn phục hồi, nhưng mà do cái protease nó ngăn cản rồi, nên nó sẽ tạo thành những cái sản phẩm dở dang. Nó không cho axit amin nó sử dụng, nó không cho quá trình nguyên phân hoặc là gián phân được thực hiện. Ở đây là chỉ có nguyên phân, quá trình nguyên phân được thực hiện, nên thành ra là nó làm cho những cái axit amin nó bị dư lại, nó cũng hỗ trợ gây tình trạng toan cho nó luôn. Cái sự giảm phân á, nó chỉ trong cơ thể mình hiện tại vẫn còn, nhưng mà chỉ có ở cơ quan sinh dục là chính, như là tinh trùng hay là trứng, còn những cái còn lại là nguyên phân. Nè, mấy đứa hay bỏ sót cái này nè. Khi em dẹp một cái ổ viêm, thứ nhất là em phải coi dẹp cái tiên phát đi, là cái nguyên nhân nào chính đầu tiên khởi phát ổ viêm đó. Ví dụ như viêm họng do vi khuẩn, dẹp vi khuẩn đi, cái tiên phát đó là vi khuẩn. Nhưng mà mấy đứa hay bỏ qua cái này, đó chính là thứ phát. Cái thứ phát gì làm cho cái ổ viêm đó nó bị kéo dài hoài? Ở đây cái thứ phát của em nó sẽ có liên quan đến hóa chất trung gian, một cái ổ viêm của nhỏ này. Cái đầu tiên làm cho cái ổ viêm này nè, nó khởi phát, nguyên nhân đầu tiên.
đầu đó là cái gì. Em dẹp cái nguyên nhân đầu này rồi, xong cái nói à hết rồi. Nhưng mà cần lưu ý, đó chính là nguyên nhân thứ hai. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai này, nguyên nhân thứ phát, sao nó bộc phát lên đó. Nhóm nguyên nhân thứ phát này nè, là cũng là từ viêm tạo ra, và chính cái nguyên nhân này nó lại tác động ngược lên viêm. Ví dụ như những cái rồi ca, ví dụ như những cái H cộng tính axit to ở vị trí đó. Và một cái nữa nó làm lôi kéo bạch cầu đến đây hoài luôn, kích hoạt quá trình viêm, đó chính là những cái interleukin, như là interleukin 1 hoặc là yếu tố hoại tử u. Cái thành phần này nó sẽ làm lôi kéo bạch cầu mới đến hoài. Một là những cái hóa chất trung gian, những cái protease, những cái H cộng và những cái interleukin, nó làm lôi kéo đến hoài. Nên nếu mà trong trường hợp em dẹp cái tiêm phát xong, vui lòng coi lại cái kiểm soát cái ổ viêm. Em kiểm soát ổ viêm có ổn định chưa? Bằng cách là theo dõi theo thời gian. Thời gian đối với trường hợp cấp là tốt nhất là 1 tháng. Còn nếu mà trường hợp mạng là khoảng 6 tháng, coi nó ổn định liên tục lúc đó chưa? Có nhiều một số trường hợp á, cứ nghĩ, nhất là hút thuốc lá. Mấy bạn hút thuốc lá mà lâu ngày mà có tình trạng ho khạc đàm buổi sáng. Em biết được cái quá trình viêm là hiện tượng bạch cầu thực bào nó gây sưng nóng đỏ đau. Còn viêm mạng thì nó nhẹ hơn, triệu chứng nó không có sưng nóng đỏ đau nhiều, chủ yếu là đau âm ỉ với lại xuất tiết dịch rỉ rả. Cái quá trình viêm đó em nha, trong nguyên một ngày của mình, nếu mà người đó bị viêm thì nó sẽ bộc phát cái viêm này triệu chứng nhiều nhất vào buổi nào trong ngày? Gần sáng, tối đều đúng. Thường là nó khoảng là 23 giờ cho đến là khoảng 6 giờ sáng trong giai đoạn đó. Tại sao? Tại vì lúc này là cái chất kháng viêm nội sinh. Kháng viêm nội sinh ACTH của tuyến yên kích hoạt vỏ thuận thận tiết ra cortisol. Đây là chất kháng viêm nội sinh cortisol. Cortisol vỏ thuận thận nó tiết ra nó nhỏ. Sau 23 giờ cái này nó giảm đi. Nên thật ra không có cái gì kiểm soát bạch cầu thực bào, nó mặc sức mà thực bào. Nên em sẽ thấy viêm rầm rộ lên. Đây nhìn vô thực tế cho mấy đứa dễ nhớ. Bạn nào mà đã từng bị viêm họng hoặc là bị cảm rồi đó. Em thấy ban ngày nhiều khi em tỉnh lắm, em ăn uống mặc dù mệt nha, lừ đừ nha. Nhưng mà buổi tối em gán thuốc đi, bắt đầu tối em sẽ thấy sao? Sốt cao lên, mệt lừ đừ thôi. Là do lúc này cái bạch cầu, cái cortisol này nó giảm. Bạch cầu mặc sức mà thực bào, nên viêm nó mạnh hơn. Mấy đứa nhỏ cũng vậy á, em chăm sóc mấy đứa bé ở nhà, khi mà nó có tình trạng viêm sốt bất cứ gì nha, nó đi chích ngừa về hoặc là đợt Covid này nè, em thấy là ban ngày nó ăn uống nó chơi mặc dù nó mệt á, nhưng mà nó vẫn chơi, nó vẫn tỉnh. Nhưng mà tới tối bắt đầu nó sốt đùng đùng lên, chuẩn bị thuốc hạ sốt đó. Viêm này sẽ bộc phát vào buổi tối. Nên những trường hợp mà viêm mạng, em biết cái viêm mạng triệu chứng không rầm rộ, triệu chứng không rầm rộ đâu, nên đừng có mong mà à bác nó viêm họng hả, có sưng nóng đỏ đau không, có ho khạc đàm gì nhiều không, không. Nhưng mà có một đặc điểm em cũng sẽ lưu ý theo cái nhịp sinh học của nó, đó chính là quan sát từ buổi tối còn sáng, 23 giờ cho đến khoảng 6 giờ sáng trong giai đoạn đó. Em thấy những người hút thuốc lá mãn tính á, hút thuốc lá mà đó tới giờ xong dạo gần đây nha, buổi sáng cứ hễ buổi sáng là ho khạc đàm, cứ sáng là khạc đàm xong nguyên ngày cái gì chứ, nguyên ngày không ho gì luôn mà cứ sáng là khạc đàm. Ủa mà trong đường hô hấp mình làm gì có đàm? Cái dịch nó là rỉ từ viêm á, và cái dịch nó là dịch mạng tính, dịch rỉ viêm mạng tính á. Bác nó là đang viêm phế quản mạng hoặc là viêm hồng mạng, coi lại. Em để lâu nó có thể gây tình trạng là phì đại của những cái phế quản, nó gây tắc nghẽn đường thở vĩnh viễn. Đưa qua sơ viêm. Có trường hợp xảy ra đó là cái ví dụ tình huống này hình như là mấy đứa, tại vì có tình huống này là thực tế. Mấy em mà nghe cái vụ mà ông bác bỏ thuốc lá chưa? 10 năm? Chưa. Cái anh á, ba anh hút thuốc lá mà, anh ba hút thuốc lá lâu ngày. Sau đó là ba bác đó bị ho khạc đàm. Ho khạc đàm thường xuyên buổi sáng trong ngày có gì chứ á, cứ sáng là ho khạc đàm. Bác đó anh sợ, đi thấy là bác này là viêm phế quản mạng. Viêm phế quản em biết cái phổi của mình nè, nó chia ra khí quản, phế quản chính, những cái phế quản nhỏ. Những cái phế quản nhỏ thì những cái phế quản nhỏ thì của bác này nó đang bị viêm. Nó đang bị viêm. Em biết cái quá trình viêm này nó sẽ tiết ra yếu tố tăng trưởng.
Yếu tố tăng trưởng ở đây nó sẽ làm cho phì đại. Phì đại của những cái cơ trơn và phì đại của những cái tế bào tiết nhầy nó phì đại lên, và mô sơ niêm mạc nó phát triển lên, nên nó sẽ làm hẹp dài cái lòng miệng. Anh nên thấy là có tình trạng là ho khạc đàm buổi sáng, xong anh sợ bị tình trạng là wasabi đi á, anh cũng biết được chẩn đoán viêm phế quản mạng này em. Xong ba sợ wasabi đi, anh kêu ba anh ngưng thuốc lá đi, sợ cái này nè, kêu ngưng thuốc lá đi. Thì sau đó bác không hút thuốc lá thì bác bỏ từ từ được, và sau đó bác bỏ luôn, bỏ luôn liên tục như vậy, không hề hút nha, không hề hít mấy cái khói gì lạ chưa, và xung quanh nó không có nhà máy gì hết. Và cái quá trình mà viêm đường hô hấp mà kéo dài á, do những cái mầm bệnh khác, vi khuẩn, virus, cúm gì đó, thì chưa có những cái tình huống nó xảy ra. Nhưng mà bác có 10 năm sau bị wasabi đi, có nghĩa là cái quá trình hẹp này nè, nó đang tiếp tục ngày càng hẹp. Đến một lúc nào đó nó tắt luôn, nó tắt mạng tính luôn, luồng khí ra vô không nổi nữa. Anh nói ủa sao kỳ vậy, sao hút thuốc lá, người ta nói hút thuốc lá viêm phế quản mạng, nó diễn tiến qua COPD, bây giờ mới viêm phế quản mạng thôi, bác sợ qua COPD, bác chưa có tắc nghẽn, chưa có khó thở, vẫn thở được, đã bỏ thuốc lá rồi mà sau 10 năm nay lại qua COPD. Thì mình hỏi lại trong cái quá trình sống á, bác có sử dụng cái loại khác không, khối khác không, không phải là thuốc lá, ví dụ như hít cái gì đó, bây giờ hít thuốc lá điện tử giống như mấy đứa nghĩ vậy đó, hoặc là xung quanh khói bụi, hoặc là viêm đường hô hấp do cúm, do những cái bệnh lý gì mà xảy ra thường xuyên, thì nói là không có. Rồi mới hỏi lại là trong 10 năm nay là bác có hay ho khạc đàm buổi sáng không, thì anh đã nói thỉnh thoảng có. Đối với em, nếu mà một người đã bỏ thuốc lá và về bình thường thì nó có ho khạc đàm buổi sáng không? Làm gì có người nào mà ho khạc đàm tự nhiên bình thường ho khạc đàm buổi sáng đâu mấy em nè. Có bạn nào bình thường mà sáng ho khạc đàm đâu. Có nghĩa là trong 10 năm nay nè, bác vẫn có tình trạng nha, sáng ho khạc đàm. Nhưng mà trong ngày sức khỏe bình thường nên đâu để ý đâu. Sáng khạc đàm cái gì là xong rồi, ăn uống đi lại bình thường. Thành ra trong 10 năm nay có ho khạc đàm là có cái này diễn tiến nè. Nó vẫn diễn tiến á, nhưng mà diễn tiến của nó là nhẹ từ từ, bởi những cái tình trạng thứ phát này mà không hay. Một người nếu mà bỏ thuốc lá mà hoàn toàn bình thường là không có ví dụ ho khạc đàm buổi sáng đâu. Bác này vẫn ho khạc đàm trong 10 năm nay, có nghĩa là viêm mạng này vẫn duy trì mà không hay. Cái cách nó là phải cắt nguyên nhân và dần giảm cái quá trình bệnh lý. Bệnh lý quá trình này vẫn còn, sau đó vẫn có tình trạng diễn tiến viêm mạng và nó hẹp luôn, từ từ qua siêu bị gì. Tại vì ảnh không cắt cái mạng tính này, ảnh không biết. Đó là tình trạng viêm mạng có tính tự khuếch đại nha. Quá trình viêm dù cắt hay mạng đều có tính tự khuếch đại đó. Thứ phát do hóa các trung gian, những cái tạp lưu kia, những cái yếu tố hoại tử u hắc cộng, hoặc là những cái rồi kia. Mấy đứa hay bỏ sót qua cái đó, nhất là những người mạng tính là phải lưu ý cái vấn đề thứ phát này, lợi nó đi. Viêm gan mạng, trước đó viêm gan mạng do rượu, mà bây giờ tình trạng mình nghỉ rượu rồi, nhưng mà gan của mình vẫn có tình trạng viêm gan mạng, thì lúc này em cũng phải cho thời gian nghỉ kéo dài. Thứ nhất là em phải tránh những cái thuốc mà tác động lên gan thêm nữa, dùng thuốc thải qua thận. Cái thứ hai đó là tránh những cái thành phần nào protein lạ, hay là những cái thành phần nào mà có tính độc với gan, giảm đi. Cái thứ ba đó là dùng cái chất nào đó giúp nhanh phục hồi tế bào gan, ví dụ như những cái chất thuộc nhóm flavonoid. Tại vì nếu mà tùy đọc theo cái cách nào, flavonoid, hoặc là các em dùng thêm bổ sung vitamin như nào, ACD, vitamin nhóm ACD nó sẽ hỗ trợ phục hồi chức năng gan, với lại nhóm mà những cái thành phần mà chống oxy hóa flavonoid đó. Thì trong giai đoạn đó và đồng thời uống nước đều như dụng cái. Uống nước đều, hạn chế những cái chất tổn thương gan liên tục như vậy ít nhất là 1 năm. Rồi sau đó mình theo dõi lại. Vậy nha, những bạn, những trường hợp nào ở nhà có người thân gì đó mà viêm gan mạng do rượu, em phải ổn định luôn cái quá trình viêm mạng đó. Ngoài bỏ rượu rồi, còn phải theo dõi gan. Và tránh những trường hợp độc cho gan, ví dụ virus viêm gan B. Bác thì chưa có kháng thể, đi chích ngừa dụng cái. Tại vì nếu mà người viêm gan mạng do rượu đó mà gặp thêm con virus viêm gan B nữa thì khả năng viêm gan kéo dài về sau và sơ gan khả năng sẽ cao nếu mà nhiễm thêm con B. Nên những người mà
viêm gan do rượu. Em chắc chắn luôn, chắc chắn khi mà mấy em đi bệnh viện á, cái người bệnh nhân đó sẽ được bác sĩ khuyến cáo chích ngừa viêm gan B. Hoặc là ở nhà mình ông bà ba mẹ ai mà nhậu nhiều kêu đi chích ngừa đi. Tăng sinh tế bào, thôi nếu mà quá trình tăng sinh lớn không phải tử thì chỗ nó lành, nhưng mà nó sẽ có hai dạng lành, một là lành hoàn toàn bình thường, hoặc cái thứ hai là để lại sẹo mất chức năng. Nhưng mà điều ở nguyên điều được sửa chữa rồi, sửa chữa nhưng mà tế bào nó là tế bào bình thường có chức năng hay là sửa chữa thành mô sẹo tùy mấy đứa tác động thôi. Thường cái thành mô sẹo này là nhỏ, đây là cái sửa chữa của mạng tính nó mới đưa tới cái mô sẹo này. Còn nếu mà sửa chữa cấp tính á, thường là nó phục hồi hoàn toàn bình thường. Đó là lý do tại sao khi mấy đứa ghen, nếu mà tình trạng mình có viêm cấp thì mình phải ổn định cho nó dứt luôn, nhất là dạ dày. Hiện tại mấy em bị dạ dày rất là nhiều, em phải điều chỉnh lại cái tình trạng chế độ ăn, tại vì chắc chắn mấy đứa bị stress. Mấy đứa hiện tại là nói không stress và không được, tại vì thi cử áp lực học rất là nhiều, nên em phải điều chỉnh lại chế độ ăn và cái sử dụng chất kích thích, ví dụ như cà phê, thuốc lá rồi nó điều chỉnh lại. Đồ cay, đồ chua, điều chỉnh lại. Tăng sinh tế bào quá trình lành vết thương. Nói chung là em muốn lành vết thương thì em cần phải ba thành phần cơ bản: lucid, lipid và rotic. Thêm một cái đó là oxy, để cho bạch cầu nó được bào tốt, để mà nó dọn dẹp cái ô viêm đó. Nguyên bào sơ lúc nào nó cũng nằm sẵn ở cái mô đó, và nhờ yếu tố tăng trưởng nó sẽ phát triển như này luôn. Nếu mà trong trường hợp mạng tính thì nó sẽ tạo thành sẹo. Em thấy cái khung giá đỡ của mọi mô liên kết đều cần có collagen hết. Trong collagen 1, 2, 3 này thì collagen nào chính tạo đàn hồi cho da? Chắc không? 1 hay 2? Collagen này lớn nhỏ nha, em bổ sung bằng cách nào nó hiệu quả hơn? Có những cái cách nào? Mặt nạ đắp collagen, collagen tiêm, collagen uống. Nó sẽ có hai cách để mà hiệu quả. Một là uống, nhưng mà cái lượng uống hấp thu nó chỉ khoảng là 30%. Còn cái loại mà dạng mà tiêm sâu vô trong á thì nó cũng sẽ có hiệu quả, nhưng cái loại mà đắp mặt nạ chỉ là nó nằm ở ngoài và nó giữ ẩm thôi. Em đừng có mua cái loại mặt nạ mà có collagen nó mắc hơn thôi, chứ nó không được gì hết. Em có thể mua cái loại giữ ẩm thông thường, acid hyaluronic, nó cũng được rồi, không có cần nhất thiết phải có collagen. Tại vì bản chất của collagen là protein, cái da làm gì mà thấm protein vô được, làm sao mà thấm vô được, ngoại trừ collagen mà nó chế tạo thành cái dạng nano á thì còn có thể. Hiện tại thì nó đã chuyển đổi thành có một dạng nghiên cứu giảm truyền bằng nano, nhưng mà nó cũng chưa có hiệu quả lắm đâu, chủ yếu là uống hoặc là chích vô thận. Gì hả? 400 gì? Báo cáo hả? Cái đó có báo cáo hả? Hay là ở đâu? Nhưng mà collagen nó là phải collagen loại nào? Thì nói nữa em giới thiệu cho mấy bạn, bạn nào mà cần nhu cầu collagen cho ba mẹ gì đó. Tại vì collagen nó chỉ không để ý nữa. Sao mà để ý collagen như vậy? Viêm mạng tính em nhu cầu sử dụng quán hay là nhu cầu sử dụng? Ủa chứ ông cô mà tuổi em làm gì thiếu collagen? Không có kiểu như là nó có những cái dạng nào làm được cái collagen là A luôn. Uống? Em thì chưa uống nào, sử dụng bên ngoài. Nếu mà da em thường khô như vậy á, em có thể dùng cái loại xịt khoáng. Thì nó tác dụng tạm thời. Nhưng mà của em là cái da của em là bị ở ngoài tác động môi trường mà, chứ đâu phải là sâu bên trong. Nhưng mà tác động cũng là bên ngoài, chứ không cần nhất thiết bên trong. Ở viêm mạng ngay từ đầu nó có thể là mạng tính, không cần là cấp tính chuyển sang nha. Ví dụ như viêm mạng một số phẩm thuốc lá, không cần lúc đầu phải là sưng nóng đỏ đau ở họng, không phải là ho cạc đàm nhiều, không có. Có nhiều khi chỉ có là sáng ho cạc đàm thỉnh thoảng gì thôi. Em sẽ quan sát những con mình có ổ mạng ở đâu hay không bằng cách là quan sát buổi tối. Tối ngủ giấc thức dậy mà có vấn đề là nó tình trạng của viêm, ví dụ như ở khớp.
tối ngủ không có gì hết, sáng tự động cứng khớp, coi chừng tình trạng viêm hoặc là thoái hóa ở khớp. Nhỏ sẽ lưu ý buổi tối, mạn tính tại vì triệu chứng nó không gần rộ nên lưu ý buổi tối. Buổi tối gần sáng, tiết dịch không có hoặc sưng gì đó, viêm mạn tính. Ngập một cái mạn tính này nó không triệu chứng gầm gộ, không chèn ép các cơ quan, nhưng mà nó sẽ diễn tiến lâu dài dẫn đến biến chứng. Và cái triệu chứng nó không đồng độ nên mấy đứa không để ý, mấy đứa ý rất là nhiều. Điều kiện viêm cấp chuyển sang viêm mạn. Thôi cái này nói chung là viêm cấp điều trị không dứt nè. Một là điều trị quá trình viêm mình không kiểm soát tốt, cái thứ hai là nguyên nhân còn. Em điều trị triệu chứng hết rồi đó, viêm ổn định rồi đó, nhưng mà nguyên nhân vẫn còn nằm ở đó. Ví dụ viêm amidan thấp, nó những cái ổ mủ. Bây giờ em điều trị kháng sinh, kháng viêm rất là tốt rồi, cái ổ mủ nó khô lại, nhưng mà chỗ nó cái hốc nó vẫn còn, rồi những cái mầm bệnh nó vẫn còn, có thể là nằm ở nó một ít hoặc là mình ăn cái lưới vô mầm bệnh nó vô lại. Nói chung là có những cái yếu tố thuận lợi làm cho cái mầm bệnh nó phát triển lên. Bạch cầu trung tính tiếp tục chết thì nó hơi giải phóng hết cái không gian lôi kéo. Cái này là thứ phát nè, nó cứ lôi kéo mầm bệnh đến hoài, nó lôi kéo bạch cầu đến hoài bởi những cái yếu tố khó hấp thụ. Viêm mạn, viêm mạn mà nhỏ để lâu dài nó sẽ làm cho vấn đề suy kiệt bởi vì cái thành phần này nè. Cái viêm mạn á, em mà để lâu á nó không có gầm gộ đâu, nhưng mà nó sẽ suy kiệt từ từ bởi cái yếu tố mạn ở vô trên ghép alpha. Và cái vấn đề thứ hai đó là tăng sử dụng năng lượng cơ thể. Cái vấn đề thứ ba đó là chính là những cái chất cặn, nếu mà em không đào thải nó tốt. Chất cặn ví dụ như những axit, những cái thành phần chuyển hóa của lipid, những cái thành phần chuyển hóa của protein, nó sử dụng xong em không đào thải nó đi ra, nó ứ lại thì nó sẽ gây tổn thương. Ví dụ chiếc xe em chạy xe cái bơ em đổ xăng, cái chỗ lọc á nó bị lắng cặn từ từ mà nhỏ không đem đi bảo dưỡng, nó cứ lắng cặn ngày này qua ngày kia thì nó sẽ làm hư cái bộ lọc nó. Thì này cũng vậy, khi mà em bị viêm là cơ thể em sẽ tăng chuyển hóa đó, nên sản phẩm cặn bã rất là nhiều, bắt buộc em phải đào thải ra. Có một cái vấn đề ở đây nè, TNF-alpha đây là cái thành phần nó sẽ làm cho em chán ăn, đây là do bạch cầu tiết ra, nó sẽ làm cho tác động lên trung tâm thèm ăn đó. Nó không cho em ăn, mặc dù nha em rất là thiếu năng lượng, em pha mắt chóng mặt, em ngày càng gầy kiệt đi, nhưng nó không cho em ăn, em không có thèm, chán ăn lắm. Kế tiếp nữa là nó sẽ đề kháng insulin, nên nó sẽ không cho đưa đường vào tế bào. Không đưa đường vào tế bào, em sẽ thường xuyên cảm thấy là mình không có năng lượng, đường không vào được tế bào và không muốn ăn nữa chứ. Cái người mà bị khối u em, khối u đây là yếu tố hại tử u, nên trong trường hợp bị khối u cái này cũng tiếc rất là nhiều. Cái này nó sẽ làm cho nhỏ suy kiệt từ từ. Những người mà có bệnh lý mạn tính hoặc khối u gì đó, thời gian lâu dài em sẽ thấy người đó có tình trạng thiếu máu hoặc là giảm những cái nguồn năng lượng nhiều lắm. Thôi những cái cytokine gây viêm thì mấy đứa coi viêm nha. Ví dụ như những cái cytokine một nha, mình nói lôi kéo bạch cầu đến, máu động bạch cầu. Bất cứ chỗ nào trong cơ thể mình cũng vậy, có yếu tố phá hủy là sẽ có yếu tố bảo vệ song song. Ở đây nó sẽ có những cái cytokine gây viêm, nhưng mà kèm theo nó là cũng những cái cytokine chống viêm. Ví dụ như cytokine 6, cytokine 10 nhân dân. Có. Bạn hỏi có khi nào nó gây bão cytokine không? Bão cytokine khi nào? Khi nào? Mà nhỏ để ý nha, cái cơn bão cytokine á, em bị ở những cái ngoài tai, những cái tổn thương nó gây bão cytokine không? Thường thích lắm. Cái nơi nào mà lượng máu đến nhiều, cái phản ứng nó xảy ra dễ bị kích thích hơn. Cái hóa chất trung gian đó đi theo những cái máu đến kích thích những cái tủy xương bị phá bạch cầu nhiều, lôi kéo bạch cầu đến nhiều, nơi nó mới dễ xảy ra bão cytokine. Vậy là em sẽ thấy phổi. Phổi là nơi này mạch máu đến rất là nhiều, tại vì những cái mao mạch phế nang rất là nhiều, nó bao xung quanh, nên khi mà có quá trình viêm á, cái hóa chất trung gian này nè, nó sẽ đi theo những cái mà mạch máu đó, nó đi khắp cơ thể rất là nhiều, và nó dễ gây ra tình trạng là lôi kéo bạch cầu đến nhiều, tiết ra hóa chất trung gian nhiều.
Và đồng thời cái quá trình viêm đó, nó dễ bộc phát, phát qua toàn bộ cơ thể, nó gây ra huyết khối. Tất cả là được từ quá trình viêm thôi. Tùy cái lượng máu đến đó, hồi nãy mình nói là cái quá trình viêm này nó liên quan rất là nhiều đến rối loạn vận mạch. Nó liên quan đến rất là nhiều tuần hoàn mạch máu. Nên nơi nào mà máu đến nhiều á thì nó sẽ thuận lợi cho những cái hóa chất trung gian này. Nó đi khắp cơ thể và nó lôi kéo những cái bạch cầu đến, nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu mà nơi nào máu đến nhiều, em sẽ thấy nó dễ dàng lôi kéo đến không? Nên những người mà bị viêm phổi á, đôi khi nha, triệu chứng toàn thân nó đến sớm hơn triệu chứng tại chỗ. Do nó đi theo cái dòng máu số lượng nhiều. Ở phổi nè, hoặc là cái gì nữa? Cái nào mà máu đến nhiều nữa có khả năng gây miễn dịch mạnh. Cái gì? Gan. Gan, gọi gì nữa? Thận, gọi gì nữa? Một cái mà khi em bị dị ứng, em bị chỗ đó mà nó có thể bộc phát cả toàn thân. Hệ gì? Không, không phải hệ nội tiết. Khi mà tiếp xúc với bên ngoài mà khi mà nó bị một cái là có thể bộc phát toàn thân. Đúng là hệ tiêu hóa. Nhớ thấy nhớ ai không, nhớ bị mề đay, mà mề đay là của da mà, chứ đâu phải là của tiêu hóa đâu. Hoặc là một số người ăn vô dị ứng mà xuất hiện khó thở. Khó thở nó là của tình trạng hô hấp mà, nó đâu phải là của hệ tiêu hóa đâu. Nên những nơi nào em thấy mà máu đến nhiều á, khi mà nó bị viêm, nhất là viêm nặng ở đó, thì nó dễ gây cơn bão cytokine là bình thường. Tiêu hóa. Phổi nè, gan nè, thận nè, hệ tiêu hóa. Tùy cái sự kích hoạt của nó thôi, nó đến nhiều hay không thôi, lôi kéo bạch cầu như nào. Nên nhiều người á, thấy khỏe lắm, miễn dịch mạnh, nhưng mà đôi khi nó có thể gây những cơn bão cytokine bình thường. Và mấy cái này mấy đứa tập thêm á. Yếu tố hoại tử u, những người mà có những cái tế bào bất thường á, cái này tiến ra rất là nhiều. Và em muốn biết cái vai trò tại sao người bị khối u họ lại có tình trạng là ngày càng suy kiệt mòn xuống, hoặc là người bổ viêm mạng nó ngày càng suy kiệt xuống, thì vai trò của yếu tố hoại tử u. Một là nó ức chế trung tâm thèm ăn, em cũng muốn ăn đâu. Mặc dù em đang cần năng lượng để cho cơ thể mình chống lại cái vật lạ, nhưng mà mình không muốn ăn. Kế tiếp nữa là nó kích thích trung tâm sốt, nên những người này thường xuyên hay cảm thấy ớn lạnh. Họ thường xuyên ớn lạnh. Em ít có thấy những người bị khối u mà họ sốt cao lắm. Thỉnh thoảng nha, có những cái đợt sốt, nhưng mà thỉnh thoảng có những đợt ớn lạnh. Sốt. Thỉnh thoảng họ có những cái đợt ớn lạnh. Chút xíu mình sẽ nói đến vấn đề sốt. Đề sốt có liên quan đến chuyển hóa. Em thấy cái yếu tố hoại tử u này nè, nó khóc nó lại đề kháng, nó cảm ứng kháng insulin, nó không cho insulin hoạt động. Nên lúc này đường không vào được tế bào, tế bào không sử dụng được năng lượng từ glucose. Lúc này bệnh nhân sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải nhưng mà không muốn ăn. Nên nó làm cho bệnh nhân nó ngày càng suy kiệt xuống. Nếu mà triệu chứng xuất hiện cao viêm cấp á, TNF alpha cao, bệnh nhân thường dễ bị sốt nhiều, bệnh nhân lường đường mệt mỏi gì đó. Còn nếu mà tình trạng mà mạng tính từ từ, nó có thể gây suy kiệt. Nên nhất là ông bà ba mẹ, những cái ổ viêm sâu bên trong, bản thân mấy đứa gì đó. Em thường xuyên bị đi cầu sau kỳ đó. Sau cái bữa tiêu chảy, bữa táo bón, họ chứng một kích ứng thì không nói. Nhưng mà đi cầu sau tự động thân nó có nhạy nhớt, nó có mũi, có máu gì đó. Hay có những cái gì bất thường mà mình hơi sụt cân. Lưu ý đến những cái tình trạng là có ổ viêm mạng hay không, hay là có u gì không. Em để ổ viêm mạng lâu dài mấy đứa sẽ bị suy kiệt đó. Không làm được gì hết trơn, sau này học cho dữ nha. Học cho dữ vô, mình 6 năm, 5 năm mình cài bừa quá trời luôn. Xong tới hồi mà ra trường á, cơ hội làm việc quá nhiều luôn mà sức khỏe mình giờ xuống. Thì nói em kiếm tiền cũng không nổi. Em hay qua những đợt Covid không? Mấy cái ông mà founder hay là mấy cái người lãnh đạo gì đó mà sức khỏe xuống thì bây giờ họ ngồi lãnh đạo cũng không nổi, chuyển cho người khác thôi. Nên bạn nào thích kiếm tiền thì thứ nhất em phải học và em phải giao tiếp để có cơ hội. Cái thứ hai nó phải giữ sức khỏe cho tốt những cái. Những cái cytokine chống tiêm. Thôi cái này mấy đứa xem thêm thôi. Ví dụ như một số những cái cytokine chống viêm là những cytokine 6, 11, 11, 13. Quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể. Thank you.
mọi thứ nó đều hoạt động điều hòa bởi hai cái vấn đề điều chỉnh, đó chính là thần kinh và nội tiết. Lúc nào cũng vậy trơn, nên cái viêm này nó cũng sẽ bị tác động bởi thần kinh và nội tiết. Trong trường hợp mà thần kinh của em hưng phấn hoặc là em có thích giao cảm thì cái quá trình viêm của em nó sẽ tăng lên, viêm sẽ tăng. Hưng phấn ví dụ nha, một cái ứng dụng thực tế cho mấy đứa dễ nhớ. Mơ sáng mình thi rồi, mình đang mình học bài chưa xong. Em đang có tình trạng sốt mệt, nhưng mà sao em hút một ly cà phê vô, uống để tỉnh táo học bài mà. Sốt mệt rồi uống ly cà phê vô, mơ sáng thì nhỏ thấy sao? Em sẽ sốt nhiều ngủ ngon hả? Mơ sáng đi thi ngủ ngon hả? Nhỏ mà bị viêm á, em uống cà phê, em uống những cái chất kích thích, em hút thuốc lá vân vân, em sẽ thấy cái viêm của mình nhiều hơn, sốt sẽ cao hơn, em sẽ mệt mỏi lừng đừng nhiều hơn. Trong quá trình mà viêm thì cái hưng phấn thần kinh nó sẽ làm cho viêm nặng hơn, viêm nó sẽ nhiều hơn. Giao cảm kích thích tim hồi hộp bịch bịch, hoặc là mình tay chân gì nó mạch máu nó xu hướng co, mình lo lắng, mình hồi hộp, mình hoảng sợ á, giao cảm kích thích lên nó sẽ làm viêm tăng lên. Nên trong trường hợp viêm á nhở, để mà em giảm cái tình trạng viêm em dễ chịu hơn thì bằng cách là hồi nãy mình nói là sau 23 giờ cái viêm này nó sẽ bộc phát nhiều hơn, viêm nó sẽ bộc phát nhiều hơn do cortisol nội sinh giảm, viêm nó sẽ bộc phát nhiều hơn. Nên thường nha, em có ủ viêm á, người ta sẽ khuyến cáo em là em nên đi ngủ trước 23 giờ, tại vì trong trường hợp ức chế thần kinh viêm này nó sẽ giảm bớt nè. Nó giảm bớt, nó giảm cái sự tiêu thụ năng lượng của em, nó giảm tình trạng toan máu, giảm ảnh hưởng đến thần kinh, nên mơ sáng em thức tỉnh, em sẽ khỏe hơn nhiều lắm. Nhỏ phải đi ngủ trước 23 giờ. Hưng phấn thần kinh nó sẽ làm viêm nhiều hơn, ức chế thần kinh nó sẽ làm giảm viêm. Một đứa trẻ nó đang sốt đùng đùng gì đó, em cho nó uống thuốc hạ sốt hay gì xong chút xíu cho nó đi ngủ chút, thì khi nó tỉnh dậy nó sẽ khỏe hơn. Hưng phấn thần kinh viêm nhiều hơn, kích thích giao cảm viêm nhiều hơn. Ngược lại, em ức chế hưng thần kinh hoặc là em ức chế giao cảm hay là kích thích phó giao cảm thì nó sẽ giảm viêm. Em ức chế hưng phấn em ức chế đi hoặc là em kích thích phó giao cảm thì nó ngược lại, nó sẽ giảm viêm. Ức chế thần kinh giảm viêm bằng cách tốt nhất là ngủ, ngủ giấc cho nó khỏe. Kích thích phản xạ dây thần kinh bằng phản xạ có điều kiện, ví dụ như những cái chất kích thích này, nó sẽ kích thích thần kinh. Bây giờ mình sẽ nói đến cái vấn đề này. Trong cái quá trình viêm, khi mà giao cảm tăng lên, nó sẽ làm viêm nhiều hơn. Bây giờ một người đang bị viêm tăng, cái hệ phó giao cảm nó sẽ bị ảnh hưởng, ức chế lại bớt. Trong trường hợp viêm tăng này nè, phó giao cảm nó sẽ giảm chức năng hơn so với cái giao cảm, nó sẽ yếu hơn. Đối với em trong cơ thể mình, cái hệ thống nào được điều khiển chính bởi phó giao cảm mạnh hơn so với giao cảm? Hệ nào? Hệ nào mà khi nhỏ bị viêm, chỗ nó gối loạn theo dạng giảm chức năng? Hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa này, sự tiết nước bọt, sự tăng axit dạ dày hay sự co bóp đều là vai trò của cái phó giao cảm nhiều hơn. Acetylcholine. Nên lúc này nha, em thấy những người mà bị viêm á, thường họ ăn không có cảm giác ngon miệng, nó cảm giác khô, ăn nó dễ bị dính. Thêm một cái nữa là nó dễ có tình trạng là chậm tiêu. Em ăn xong một hơi nó đầy trước. Đó là lý do tại sao người ta đưa ra được cho em cái cách tư vấn. Đó là khi em bị viêm á, thì tốt nhất em ăn thức ăn mềm, dễ tiêu và em chia nhiều cử ra, đừng ăn quá đầy dạ dày. Khi mà em bị viêm hệ tiêu hóa thì em sẽ giảm chức năng. Nhỏ ăn giảm ra nhưng mà cơ thể em cần năng lượng, nên em phải ăn, bắt buộc phải ăn, và ăn phải thức ăn mềm dễ tiêu để tránh trường hợp nó ứ lại dạ dày lâu. Còn một cái nữa, khi mà nhỏ bị viêm, vui lòng trước khi đi ngủ á, em có ăn uống sữa gì không cần biết nha, vệ sinh răng miệng cho sạch dụng cá. Tại sao vậy? Vệ sinh răng miệng dụng cái đi.
nước bọt. Khi mà em có tình trạng viêm, cái sự tiêu hóa như là tiết dịch nước bọt nó giảm xuống. Nên đó là em biết nước bọt vai trò của nó là có tính kháng khuẩn được, có những cái kháng thể trong nó vào, nó có những kháng thể miễn dịch. Lúc này khi mà em bị viêm á, cái thành phần sự tiết nước bọt của em giảm xuống, chứ không phải kháng thể giảm mà là tiết nước bọt giảm. Nên nó làm cho cái miệng em nó khô, thức ăn thứ nhất là dễ bám dính. Cái thứ hai nó làm mầm bệnh lên đó, nó dễ có phát triển lên. Nó tạo ra những cái axit cùng với lại thức ăn, nó tạo ra những cái axit bào mòn cái men gan. Nên thành ra nếu mà trong trường hợp em đang có ổ viêm, hồi tối nó bụng quá mà bây giờ chuẩn bị ngủ rồi, em uống sữa xong em đi ngủ mà em không súc miệng thì dễ bị sâu răng. Và chính cái thành phần đó nó gây có thể viêm họng sau đó luôn. Vệ sinh răng miệng trước khi ngủ, dù ban ngày hay là buổi tối dù không biết, ăn xong trước khi nằm đi ngủ thì ít nhất là nửa tiếng sau hơn hay đi nằm. Thêm một cái nữa là phải vệ sinh răng miệng. Ức chế thần kinh gây giảm bớt viêm, đi ngủ khỏe rồi. Kích thích phản xạ, nó gây tăng cái phản ứng viêm thôi. Nội tiết, hầu hết tất cả hormone đều làm tăng quá trình viêm hết. Hầu hết các loại hormone đều làm tăng quá trình viêm, ngoại trừ cortisol. Một cái chất kháng viêm nội sinh của vỏ thượng thận, nó làm giảm quá trình viêm. Hầu hết tất cả hormone đều làm tăng cái quá trình viêm, ngoại trừ cortisol, hormone của vỏ thượng thận. Mà cái này nó chỉ tiết được đỉnh cao, đó là bắt đầu 4 giờ nó tiết, 7 đến 8 giờ là đỉnh điểm. Nên thường em sẽ thấy dễ chịu, giảm tình trạng viêm, sưng nóng đau giảm xuống là ban ngày. Phản ứng viêm, nó nhắc đến ảnh hưởng thôi. Nguyên tắc xử trí ổ viêm, vậy nha, kết lại, viêm không phải là chỉ do vi khuẩn không. Nên không phải miễn viêm là dùng kháng sinh là sai. Em phải coi viêm nó là viêm gì. Viêm gan do rượu kháng sinh làm gì? Viêm họng do virus kháng sinh làm gì? Hay là viêm mũi dị ứng kháng sinh làm gì? Viêm này phải hiểu bản chất nó là bạch cầu thực bào. Nó là miễn là tế bào lạ, tế bào chết thì nó là bạch cầu thực bào. Và em xử trí ổ viêm tùy giai đoạn viêm cấp hay là viêm mạng, và tùy có tác nhân hay không. Ví dụ hồi nãy mình nói đứa bé nó té tập đầu, nó bị mình tránh trường hợp sưng lên á, mình trùm lạnh. Thường là trùm lạnh nhỏ để lạnh vô chút xíu, khó chịu lấy ra, để vô lấy ra, thì trong khoảng nguyên cái quá trình của nó đó, khoảng 5 đến 15 phút. Bây giờ nếu mà trường hợp bị đứt tay cái, em ngăn cái sự chảy máu á bằng cách là em trùm lạnh là sẽ có vấn đề xảy ra. Hồi nãy mình té đập đầu sợ nó bị sưng lên, mình trùm lạnh, bây giờ đứt tay nên trùm lạnh không? Không, đúng rồi, không nên. Cái lý do thứ nhất là coi có mầm bệnh hay không. Nếu em trùm lạnh, bạch cầu không ra được, nó không tiêu diệt được mầm bệnh, thì mầm bệnh nó sẽ phát triển lên. Cái thứ hai, hồi nãy mình nói quá trình tổn thương muốn phục hồi cặn gì? Phải có viêm. Nên em ngăn cản quá trình viêm, không có bạch cầu thực bào, không tiết cái yếu tố tăng trưởng, chỗ này không lành vết thương. Nó sẽ có hai lý do đó. Em muốn cái vị trí này nha, mà em muốn trùm lạnh để cho nó đừng có bị sưng lên này kia, thì nhỏ coi ở đó có nhiễm trùng gì hay không, phải rửa cái vết nhiễm trùng đó đi. Còn hồi nãy mình nói té đập đầu, tại vì nó không có vết thương rách, nên thành ra em có thể trường lạnh. Còn nếu giả sử nó có vết thương rách, có trường lạnh liền không? Không. Đúng rồi, không. Phải coi ở đó có mầm bệnh gì không, có đất, có bụi không, phải rửa vết thương nó, sát trùng vết thương nó. Chứ không phải, với lại em phải đợi cho nó lạnh, thì bằng cách là thông qua quá trình viêm. Đừng có đợi thấy nó có vết thương rách hả, trường lạnh vô để cho nó đựng sưng, mà trong khi nó nhiễm trùng kế bên. Nó nhỏ phải coi lại cái cách ứng xử viêm mạng của trẻ. Viêm mạng nó dư lại hóa chất trung gian trong cái lòng mạch đó, nó bị tình trạng toan máu. Nhỏ ơi, dẫn luôn nó đi. Nếu mà ở đây không có cần cái gì phục hồi nữa và không còn nguyên nhân gì gây tổn thương nữa thì dẫn luôn cái này đi, bằng cách là tăng cường lưu thông nó, uống nước, vận động gì đó, lưu thông nó. Ở phổi thì tập hít thở. Thôi, nguyên tắc xử trí ổ viêm này mấy đứa học thêm. Thường là người ta sẽ để cho cái ổ viêm nó tự phát triển lên để cho nó giúp phục hồi cái vết thương và tạo miễn dịch đặc hiệu cơ thể. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp em chích ngừa đó, sốt trên 38.5 độ thì người ta mới kêu là dùng thuốc hạ sốt, còn dưới nó thì để tự nhiên. Tại vì cái quá trình sốt nó là tự phản ứng viêm toàn thân, nó sẽ kích hoạt miễn dịch của mình tăng cường.
Vậy là tóm lại cái quá trình viêm của nhỏ nó sẽ giúp cho miễn dịch của mình hình thành và nhận diện vật lạ có tính ghi nhớ về sao. Quá trình viêm của em, quá trình viêm của mình nó có hai lợi thế nha. Cái lợi thế thứ nhất á, nó giúp sửa chữa phục hồi vết thương, phục hồi vết thương. Cái lợi thế thứ hai là em biết cái gì không? Tạo miễn dịch đặc hiệu. Nếu mà nó là cái loại protein đặc hiệu, tạo miễn dịch đặc hiệu có tính ghi nhớ về sau. Tạo miễn dịch đặc hiệu thông qua cái lympho B, lympho T. Nên em thấy mấy đứa nhỏ đó, hồi nhỏ nó hay đi ra ngoài đất nó chơi á, nó bị bệnh nhiều. Nhưng mà lớn thì sao? Bệnh nhiều không? Đúng là ít. Nó ít bệnh về những cái nhiễm trùng thôi. Những đứa trẻ mà hồi nhỏ nó chơi đất này kia rồi, em thấy nó thường xuyên sốt. Hồi nhỏ xíu nha, thường sốt, thường có tình trạng viêm nhiễm sốt quẻ quải thì kêu hoài à. Lúc này nó đang có tình trạng viêm hồi lúc nhỏ đó, nó tạo ra những cái miễn dịch cơ thể đặc hiệu. Lớn lên, miễn dịch của nó gặp lại những con nó chống được. Còn những đứa trẻ hồi nhỏ đó, để ở trong nhà rất là sạch sẽ luôn, em thấy những đứa trẻ nó hầu như ít bệnh lắm. Nó có tình trạng sốt hay nhập viện mệt mỏi thì cái ít lắm. Nhưng mà khi lớn lên thì sao? Nó đang thiếu miễn dịch nên nó sẽ dễ bệnh hơn. Lớn lên thì cái khả năng tạo miễn dịch của em lúc này nó đã chuẩn rồi. Nó tạo khả năng tạo miễn dịch nó kém hơn so với thời trẻ tuổi. Đó là lý do tại sao người ta nói nếu mà viêm á, tùy cái tình trạng bản chất của nó mà nhỏ để diễn tiến tiếp tục hay là nhỏ ngưng lại lúc nào. Quá mức thì nhỏ ngưng nó lại. Rồi mình tới bài số. Một ngày mà mấy đứa học hai bài như vậy không biết học kiểu gì nữa. Bài số. Có kinh nghiệm gì không nhỏ? Cho học truyền kinh nghiệm cho mấy bạn luôn. Có trình em làm không? Thank you.